Này còn ai thức không? Ông hay làm đám xăng đấy. Có ai thức không? Đã còn đang ai xem, mời xem con xem. Chào Quỳnh Anh nhá. Đấy. Chào đầu cô nha, cô đang ở đâu đây? Chào em Hồng Sáo nhá. Ui, cái này lung linh là phê nhỉ, cái màu cốc yêu dã man. Nghỉ làm gì em ơi, ở nhà bao việc nghỉ làm gì? Chỉ sợ không có việc mà làm thôi, nghỉ làm sao được. Dày quá. Trả cho em cái chiếc đồ điều thế chứ lị. Minh Toản Vũ đã về chưa? Ồ, nhà có gì chả toàn hoa. Ồ, đẹp quá. Địa lan này, trong người cắm địa lan rất sướng. Những địa lan này đẹp dã man cô ạ. Mời chị Tuyết vào xem đi. Mời chị Tuyết vào xem luôn. Đẹp quá, nhìn đẹp quá. Quá máy à, cô đổi máy, cái máy này nào, máy nó mới ra 12 tiện thể làm luôn cô ạ. Mới ra có mới hot chứ. Xong. Xịt vừa thôi, xịt nước vừa thôi. Ừ, xịt cho xịt cái bình dưỡng được. Cái hồ điệp xịt vào thì mày nó hỏng hết. Đây, mời mọi người ngắm cúc nhá. Ui. Cúc rẻ lắm, cúc rẻ lắm, có 60.000 một bông, nó rẻ thật. Nhưng mà nó đẹp. Đấy, cái bông này này. Đã quảng cáo rồi. Ôi, thích quá. Tấm hoa này mà được cái dàn hoa này vẫn là ác ấy. Tấm hoa nó đang người ta không hiểu ra mà ta tưởng tầm đến cũng 20 đấy. Nhưng cũng còn to hơn nhiều. Hello Hoàng Xuân Mạnh nhá. Ôi những cái địa lan quay lên trông đẹp thật. Sáng lắm. Đây bông hồng này. Bông hồng này liệu mai có lửa không hả? Còn nốt ngày mai thôi Mạnh ơi. Tháng này còn mỗi ngày mai thôi. Bảo tháng này còn mỗi ngày mai là hết cái việc rồi. Hải. Hoa đẹp lắm em ơi, địa lan đẹp lắm, cúc dã man luôn, cúc đẹp dã man luôn này. 60.000 một bông cúc này đây này.
Cúc đẹp thế nhỉ. Màu váy đẹp này. Thổi cầu thang, ngay cầu thang, đầu cầu thang có. Đây, bông cung này dành cho những ai ghế của ông Bảy. Tưng bừng chiu rít. Con lại đẹp thật. Sang nhỉ. Bao nhiêu tiền cái lãng này cô? Cả dưới cả trên là phải củ. Dạ mà. Hồ Điệp tầm này đắt lắm anh ơi. Hồ Điệp tầm này đắt lắm anh ạ. Cành dài này, cành điệp dài này tầm này 200 đấy anh ơi. Điệp thường toàn 90 với 100 nghìn thôi. Đây. Nhà chả có gì ngoài hoa, khổ lắm. Ôi nhìn cái địa lan không đẹp thật cơ. Chỉ thích ngắm địa lan thôi. Hello chị Nga, đi chợ về chưa? À, tớ là chị Nga bán hàng nhỉ? Bật máy xanh nói chuyện cô nhá, mai ngủ đến 10 giờ, bây giờ dậy sớm à. Mong cho về sớm để vay nhá. Tầm này chị Nga chắc phải tầm sáng mới về cô nhỉ? Chị vẫn nghe thấy mà cô chắc. Đấy, điểm mấy cái thêm mấy cái lá chanh vào thì trong điện lan nó đẹp hơn bao nhiêu. Thế là quảng cáo cơ nhá. Thế các bạn công đồng như đã đẹp. Ngắm địa lan rồi. Em mỏi rồi phải ngồi đây tí. Địa là đều, mỏi là đều đây. Đây, tấm cửa này đẹp. Bàn rộng là một tí nữa thì đẹp nhỉ. Trái như thế này cũng 10 cành. Nhưng mà nó to. Hoàng hậu nó to. 2, 4, 6, 8. Nào, rộng đầy đây. Này, ban rộng to rồi. Sao biết vào rồi chị Nga? Chị Nga đâu rồi? Ê, hai củ. Cô. Hải. Rồi Hải ơi, Hải. Thôi chào mọi người ngủ.